lần nào cũng báo lỗ. Vậy mà anh dám đặt điều nói là doanh thu vượt chỉ tiêu so với công ty đề ra. Tại sao anh có thể nói dối trắng trợn như vậy hả? Thật ra là vì cũng tại vì anh lo cho sức khỏe của em, cho nên anh mới nói dối em về cái chuyện doanh thu tăng cao. Em á thì cái vụ của thằng Khoa là em đã xỉu lên xỉu xuống rồi. Mà anh nói thiệt ra thì anh sợ em chịu không nổi em bứt luôn sao? Trời ơi, anh làm cho em thất vọng quá anh hai à. Thì cũng tại yếu tố khách quan nên tình hình kinh doanh của Gia Phúc mới sa sút. Nè, yếu tố khách quan của anh là cái gì hả? Thì em thấy rồi đó, vật giá thì leo thang, rồi tình hình lạm phát nữa, bắt buộc khách hàng phải thắt chặt chi tiêu, cho nên kinh doanh mới sa sút quá chứ. Trời ơi, lý do như vậy mà anh cũng có thể nói ra được à? Thì thiệt tình là vậy mà. Với lại em thử nghĩ coi, cái tiệm bánh của cha con Dũng á, bán rất nhiều loại bánh giống y chang như Gia Phúc đó. Rồi người ta nghĩ á, là mua bánh bên đó cũng giống như mua bánh ở bên mình đó. Thôi đi, em không muốn nghe anh đổ lỗi cho người khác như vậy. Cái em cần bây giờ là phương án giải quyết cái tình trạng kinh doanh sa sút của công ty đây nè. Thì anh cũng đã nghĩ nát óc hết rồi, thay đổi bao nhiêu phương thức nhưng mà vẫn chưa có hiệu quả. Ngọc à, em bình tĩnh đi. Người thành công á thì thường thường họ đứng lên từ thất bại mà. Em thấy đúng không? Anh ấy đã nói dối mình, bây giờ lại còn ngụy biện để chối tội nữa. Lẽ nào anh hai cũng giống như Khoa, phản bội lại mình? Dù gì mình cũng là ruột thịt của ảnh, không lý nào anh lại phản bội mình. Đành phải tin anh thêm một lần nữa vậy. Từ nay em sẽ nắm lại quyền điều hành công ty. Còn anh xuống xưởng làm quản lý đi. Ngọc à, em bình tĩnh. Em nghe anh nói nè, em cho anh ở lại công ty đi. Anh hứa với em á, anh sẽ tìm mọi cách để khôi phục lại công ty Gia Phúc nha Ngọc. Anh đi xuống xưởng nhận việc đi, đừng có nói nhiều nữa.